cha luôn yêu con theo cách thật đặc biệt, luôn muốn dành cho con những điều đẹp đẽ nhất. Tình yêu của cha đến từ những chuyện kể hàng đêm, hay đôi khi chỉ là những món đồ chơi bình dị. Từng chặng đường, mỗi chuyến đi đều ghi dấu chân cha bên con. Nhưng món quà cha muốn dành tặng con còn nhiều hơn thế. Đó là sự thoải mái trong từng khoảnh khắc để con tự tin bước vào đời. Tôi cũng luôn tự hào khi mang trong mình những món quà từ các thế hệ hoa bông đi trước. Đó chính là sự êm ái, mềm mại. Tôi muốn trao lại cảm giác thoải mái ấy cho mọi người thông qua những trang phục bạn mặc mỗi ngày. Trải nghiệm cảm giác dễ chịu từ bông Mỹ, tận hưởng cảm giác thoải mái cùng On Off.